nó là vô ngồi nghỉ mát luôn. Ừ, rất tiếc là thôi mình không có dịp Tết ở đây ha, quay nghe lại luôn. Hiện lại mùa sáng. Quá trời. Nóng nè. Ừ. Không thấy lá luôn hết ta. Nè, cái mô này. À, là cái đây là một cây mua bên đây. Cái mì quế nè. Mì quế đây mua này, giờ cái mai đâu? Mai nằm đây. Mai cái đó là mua nằm đó. Rồi ở lầu là cái cây à. Đâu? Thì mua nằm cái mai nè, cái mai mới bứng lại. Đó, cái mai đó nằm đó luôn. Nằm ngay góc con dế. À là cái này là cái này. Đúng rồi. À, hiểu rồi. Vậy là cái mua nằm ở chỗ góc con dế. À. Còn cái này nè, cái này là cái đó. À, hai cây. Vậy là cái này bông giữ hơn cái đó nữa cha. Ồ. Mai đẹp, gốc đẹp. À, mà còn bông còn khủng nữa chứ. Vừa gốc vừa đẹp, cành nhánh đẹp mà lại hoa khủng nữa. Độc đáo luôn chứ. Quá trời luôn. Rồi xong con ổng lại đây thì vợ ổng lại đây nó xin chụp hình, xin cái nào cũng chụp hình trơn á. Ừ, nó nghĩ tiếc không được, không siêu lòng. Này mới độc đáo nữa nè chứ. Ừ. Cái này là cái hoa mãng cầu. Để lấy cái phán hoa để thuộc tình. Anh ở đâu? Mình ở bên Tân Biên nè. Nhưng mà Tân Biên đâu có làm mãng cầu đâu. Chỉ có bên đây mình làm mãng cầu. Hay ha. Lấy cái này ra xong rồi chấm qua cái này. Chấm qua trong vòng 3 bữa là hiện tượng là đậu thành trái chắc 100%. Ủa mã này là ai mà nghĩ ra cái này hay vậy ta? Ông nào nghĩ ra này là kêu sư tổ luôn đó. Sư tổ luôn. Nó còn đâu kìa. Lại hai cái chứ. Ủa mình lấy cái bông này mình chấm vô cái cây mai thì nó ra cái gì? Lại hai đi chứ. Đâu. Trời. Cái bông khủng vậy? Ừ, cái bông vậy đẹp. Rồi. Ừ. Cái này bông khủng à. Này khoảng 4 cái tay à, giỡn à. 3 thôi. Hơi gần không thiếu. Cánh đẹp luôn. Ừ. Xin chào tất cả các bạn. Trước mắt các bạn là một cái cây nguyệt quế các bạn. Cây quế này được cắt cái tán khủng luôn. Quá trời quá đất luôn nè. Cây này thì cắt cái hình thông các bạn, hình cây thông á, thông Noel đó. Nhưng mà rất là đều luôn các bạn. Cái anh này ảnh ở Tân Châu Tây Ninh các bạn. Mình hôm nay mình đi công việc ngay đây cái thấy cây đẹp quá. Ghé vô ảnh có mấy cây mai nãy giờ bạn thấy là bạn xem cái hình mà ảnh chụp lúc Tết đó. Quá trời hoa luôn các bạn. Cây đẹp mà hoa sai nữa. Còn đây thì có cây nguyệt quế nè. Bạn thấy cây nguyệt quế khủng luôn. Ha. Anh nói hồi anh có một cái cây hoa mua nữa các bạn mà nó bị hư. Đó, còn là cây nguyệt quế không. Đó anh cắt cây mua cũng giống vậy luôn. Quá. Gốc nguyệt quế này cũng lớn nữa các bạn. Ha. Đó, cây này mà cắt cái tán dày cỡ này. Bạn thấy anh làm rất là kỹ các bạn. Đó. À. Quá trời đã luôn cây nguyệt quế. Đâu mà đứng vô thử cái tăng, cỡ nào tăng. Đều ghê luôn. Okay. Thank you.
cây này cỡ như hoành tám mươi không hả, ở 80 hoành ha. Đây đây tám sáu hoành tính ra nó dốt 2 4 6 8 từ đây lên tới đây khoảng 8 tấc đúng không, vậy nó mới ghê chứ mới nó nở ra mới nở nè. Khủng không? Cốt này có cái gần 40 luôn. Dữ dằn dữ rồi ha. Này có bông sai ha. Đâu mà dục cái nóng nguy hiểm như đó rồi ta. Đúng con sàn cũng hơi nghiêng cái nó đóng chùm còn cái này cắt ra vô chết. Thế gì chị nói à? Tàn bự cỡ gầy sao mang gút nữa. Cốt này chắc 40. Cốt 40. 2 tay. Này không mới trồng trong cái bọt dưới đó đó. Ừ. Ở dưới lên mới đổ đất lên. Này phải nó trồng cao lên như cái này ha. Này nó không được cao. Này chắc một lửa quá ta ha. Có luôn. Này độc đáo rồi. Cái này đẹp quá trời luôn. Cái tổ tốt cây mua rừng y vậy luôn anh. Ừ. Nằm ngay góc con giấy á. Chị làm về con chó quýnh vô cái lỗ tí bụng chín nhắt. Ồ. Y chang một cặp vậy luôn á. Cái mua rừng mà không cắt cỡ đó ra thôi. Dạ, cái mua rừng mua. Ủa sao mình không đi. Mình làm thêm cái khác nữa ta? Chỗ đó nữa là trồng. Dạ tôi bắt trước tôi làm mua rừng nữa ta. Ừ. Dạ còn lại tấm hình để làm kỷ niệm thôi. Không, mình làm cái mua Đà Lạt á. Mua lạc có thể được. Mình so ra cây mua Đà Lạt á, hay là cây mua rừng cũng vậy. À. Mình cắt là sau này nó bị chết, nó bỏ nhánh. Ồ vậy hả? Bỏ nhánh chứ không phải đây. Càng ngày càng bỏ nhánh. Mà cây này. Trời ơi trời, anh thấy mấy cái mua ở nhà. Ồ. Mua rừng ở nhà. Không, Nguyệt Quế thì không sao ha. Ồ, đây có cây con giấy. Giấy cũng khủng nè. Cái bé xinh xinh vừa đủ xài. Sao còn nó hả? Ở đâu cũng cắt tán hả? Đây nè. Con chó nè. Này ghép à. Này
đây ghép vô đây. Liền băng lại hai đó. Yêu.